Với vua lòng gửi trong cái link ha, cái liên kết trong phần bio của sư hoặc là trong cái phần mô tả video. Con xem hỏi về nhân quả, nếu kiếp luân hồi làm khổ nhau là lòng vòng hoài, như vậy thì sư cho con hỏi là kiếp đầu tiên là do đâu làm khổ nhau? Như nói kiếp này mình làm khổ người ta là do kiếp trước người ta làm khổ mình. Vậy chuyện gì cũng có cái đầu tiên mà, kính mong sư giải đáp giúp con. Thứ nhất là sư không có năng lực thần thông để trả lời từng trường hợp cụ thể. Cái thứ hai á là quý vị có còn nhớ ví dụ một người bị trúng tên hay không? Tức là khi mình bị trúng tên ấy, thay vì mình đi tìm hiểu mũi tên đó từ đâu mà tới, người bắn là ai, học hành như thế nào, lớn lên ra làm sao, tuổi tác rồi các thứ vân vân, thì cái việc cấp thiết chính là hãy nhổ mũi tên đó ra, trừ độc, băng bó vết thương, đó mới là việc cần thiết. Cũng vậy, khi mà chúng ta hiểu về nhân quả rồi thì ai làm khổ mình hay là mình làm khổ ai, thì việc cần thiết chính là chấm dứt để chúng ta không còn làm khổ nhau nữa. Đó mới là điều quan trọng. Và chấm dứt bằng cách nào? Bằng cách tu tập, bằng cách hãy có từ tâm, bằng cách mở rộng tấm lòng ra, biết bố thí, biết chia sẻ, bằng cách hãy giữ gìn giới hạnh cho mình. Thì đó là cách. Chứ còn mà bây giờ mình còn phân vân, ủa kiếp đầu tiên mà tôi với anh oan trái với nhau là cái gì? Nó không cần thiết. Còn nếu mà quý vị muốn biết á, thì chờ gặp vị chánh đẳng giác tiếp theo ra đời. Nhưng mà nó không đáng đâu quý vị. Sư nói thiệt là nó không đáng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.